siêu nhân thân dài. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Mẹ của nàng mất sớm, đức vua lấy một bà hoàng hậu khác, và bà ta đã giam cầm nàng trong tòa tháp cao nhất của lâu đài. Mỗi quyền hành nằm trong tay của ta, ta sẽ toàn quyền quyết định, kể cả cuộc đời của con bé công chúa xinh đẹp đáng ghét kia. Ta muốn cả cuộc đời ngươi bị giam cầm trong tòa tháp đấy. Thần là dòng dõi quý tộc, xin hoàng hậu hãy cho phép thần được cưới công chúa ạ. Muốn cưới công chúa sao? Được, vậy hãy vượt qua các thử thách của ta đã. Đã có rất nhiều chàng trai vì si mê nhan sắc của công chúa mà xin được cưới nàng. Lần nào, hoàng hậu cũng đưa ra các thử thách rất khó khăn, khiến họ không thể vượt qua và phải bỏ mạng. Nhưng ở ngay nước láng giềng, có một chàng hoàng tử. Dạ thưa cha, con muốn cứu công chúa tội nghiệp đó. Cha hãy cho con đi một chuyến xem sao ạ. Không được đâu con, ta nghe nói mụ hoàng hậu đó rất độc ác, không đời nào mụ ta để cho con được sống sót trở về đâu. Nhưng cha đã dạy con, thấy người bị nạn không thể không cứu. Cha hãy cho con đi cứu nàng đi. Ta chỉ lo cho con, nếu con có mệnh hệ gì thì là tổn thất của vương quốc chúng ta. Xin cha hãy yên tâm, con sẽ hết sức cẩn trọng. Sau khi thuyết phục được vua cha, hoàng tử dũng cảm lập tức lên đường đi cứu công chúa của nước láng giềng. Trời ơi, cái gì thế? Không lẽ đống cỏ lại biết đi chăng? Ta tưởng đâu là đống cỏ chứ, hóa ra là ngươi à? Vâng hoàng tử, tôi là gã bụng to. Khi tôi phình bụng ra thì bụng tôi có thể to hơn thế này gấp 10 lần ấy chứ. Hoàng tử đi đâu mà lại qua đây? Ta đi cứu công chúa nước láng giềng. Sao hoàng tử liều thế? Người không biết rằng nước láng giềng đó có bà hoàng hậu rất tàn độc sao? Không ai có thể cứu được nàng đâu. Bà hoàng hậu độc ác sẽ giết chết tất cả những ai có ý định cứu nàng. Cứu người là sứ mệnh của ta, ta vẫn sẽ quyết tâm. Dù khó khăn, nguy hiểm đến đâu, ta cũng đi. Không thể nhắm mắt làm ngơ để công chúa tội nghiệp mãi bị giam cầm như thế được. Nếu vậy thì hãy cho tôi đi theo. Tôi xin được làm hầu của hoàng tử, biết đâu tôi có thể giúp được gì. Nhưng cồng kềnh như ngươi, ta biết dùng làm gì đây? Với lại ngươi không sợ đi theo ta sẽ bị nguy hiểm hay sao? Hoàng tử đừng lo, sẽ có lúc ngài cần tôi giúp mà. Ngài lại vốn là hoàng tử tốt bụng, tôi đã nghe danh từ lâu, nên dù biết nguy hiểm, nhưng đi theo hầu người tốt như hoàng tử thì cũng đáng lắm. Tôi không có điều gì phải băn khoăn nữa cả, xin hoàng tử cho tôi theo với. Anh bụng to, vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi. Này anh kia, anh đang làm gì đấy? Ôi hoàng tử, là người phải không? Tôi đang nghe xem ở bên dãy núi kia có ai đó đang nói chuyện. Trời ơi, anh có thể nghe được xa thế sao? Tôi có thể nghe được cách đây cả ngàn dặm. Vậy anh đang nghe gì mà chăm chú thế? Tôi đang nghe xem trên thế gian có chuyện gì xảy ra. Chẳng có gì lọt được khỏi tai tôi. Đến tiếng cỏ mọc tôi cũng nghe thấy. Chà, vậy anh thử nghe xem. Anh đã nghe thấy gì trong cung điện của bà hoàng hậu già, có cô con gái đẹp nhất đời? Tôi nghe có tiếng gươm chém soạn soạt. Hẳn lại có kẻ đến cầu hôn công chúa và bị bà ta chặt đầu rồi. Anh có muốn đi cùng với chúng ta không? Đúng rồi, anh Tài Thính hãy đi theo chúng tôi đi. Chúng tôi đang trên đường đi cứu công chúa nước láng giềng đây. Thật vậy à? Thế thì cho tôi xin làm người hầu của hoàng tử, biết đâu tôi có thể giúp được mọi người việc gì. Thế này thì may quá, ta lại có thêm một người bạn đồng hành nữa rồi. Chúng ta mau lên đường thôi. Trời ơi, gì thế này? Sao lại có người dài thế chứ? Nào đã thấm vào đâu, tôi còn có thể vươn dài hơn thế cơ. Tôi mà vươn ra thật sự thì còn dài đến gấp 3.000 lần nữa ấy chứ, cao hơn cả quả núi cao nhất thế giới. Thật ư? Vâng. Mà hình như ngài là hoàng tử phải không? Ngài và mọi người đang đi đâu thế này? Ta cùng mọi người đang trên đường sang nước láng giềng cứu công chúa. Vậy à, thế thì tôi cũng muốn đi theo mọi người. Tôi có khả năng vươn dài người, có thể giúp ích được gì cho mọi người thì sao? Vậy thì anh người dài, anh hãy đi theo chúng tôi. Mỗi khi đi qua một đoạn đường, họ lại gặp một người kỳ lạ. Người thì có đôi mắt, hễ nhìn vào vật gì là vật đó nổ tung. Người thì rét run ngay cả khi trời đang nắng nóng, và ngược lại.
người thì có đôi mắt nhìn xuyên được qua mọi vật. Tất cả bọn họ đều xin làm người hầu của hoàng tử và đi giúp sức cho chàng cứu công chúa. Chẳng bao lâu, họ đã tới được lâu đài của mụ phù thủy. Muốn cưới công chúa ư? Người có biết đã bao nhiêu chàng trai đến đây, một là bỏ mạng, hai là phải từ chối ngay từ đầu rồi sao? Tôi biết, nhưng tôi tin tôi sẽ cưới được công chúa. Được, nếu ngươi đã một lòng quyết tâm thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Trước tiên để cưới được công chúa, ngươi phải vượt qua được các thử thách của ta. Vâng, thưa hoàng hậu, ngươi hãy giao cho tôi việc gì, nhất định tôi sẽ cố gắng. Vậy thì được. Trước đây ta từng đi thuyền trên sông, không may bị rơi một chiếc nhẫn ngọc. Hãy tìm nó về cho ta. Vâng, thưa hoàng hậu, nếu tôi tìm được chiếc nhẫn, ngươi sẽ cho tôi cưới công chúa chứ? Được, ta đồng ý. Sống không biết đường sống lại muốn chết, có là thần đi nữa cũng chẳng thể vượt qua được những thử thách của ta đâu. Hoàng tử ngốc. Để xem đến già ngươi cũng có tìm ra được cái nhẫn ngọc đó hay không. À, trời ơi, tìm một chiếc nhẫn rơi xuống sông ư? Các anh quên tôi chính là ánh mắt sáng ư? Tôi có thể nhìn thấy nó. Kia rồi, nó bị mắc ở đáy hồ dưới một dải san hô. Chúng ta cùng ra sông thôi. À, tôi nhìn thấy nó ở đằng kia kìa. Anh người dài, anh có thể vươn ra được đấy để lấy chiếc nhẫn không? Tôi có thể vươn ra được tới bờ bên kia cơ, nhưng anh có chỉ thế thì tôi cũng không thể nhìn thấy được. Vậy phải làm sao bây giờ? À, anh bụng to, anh có thể hút cạn nước sông được không? À, tưởng gì, chuyện nhỏ thôi, để tôi. Nói rồi, anh bụng to cúi xuống hút nước. Chỉ một loáng, nước sông đã cạn. Còn cái bụng của anh ta thì to lên gấp 3 lần. Rồi bỗng, một tia sáng lóe lên giữa đáy hồ, thì ra là chiếc nhẫn ngọc. Lấy được chiếc nhẫn rồi. Lấy được chiếc nhẫn rồi. Người có thể tìm được nó sao? Vâng, thưa hoàng hậu, giờ thì công chúa ở đâu? Người sẽ giữ lời hứa với tôi chứ? Người tưởng dễ như thế à? Đừng không. Sao chứ, bà ta định làm gì thế? Sao tự dưng đóng cửa lại? Đốt cháy căn phòng này cho ta. À, trời ơi, đó chính là căn phòng hoàng tử vừa vào mà. Bà ta không giữ lời hứa rồi, mà cứu hoàng tử. Ồ, tôi lạnh rét run đây, hãy để tôi có thể nhảy qua lửa mà không cháy. Cho tôi nhảy vào lửa đi, tôi rét quá rồi. Nhưng anh rét run ơi, làm sao anh leo lên được đó lúc này? Tôi là anh thân dài đây, để tôi đưa anh ta lên. Lập tức, 6 người hầu tập trung cứu hoàng tử. Anh thân dài nhấc bổng anh rét run vươn lên tận cánh cửa sổ của căn phòng đang cháy. Cố lên anh thân dài và anh rét run ơi, cố lên. Ô, hoàng tử đằng kia rồi, ta phải nhanh lên mới được. May nhờ có các anh mà ta đã thoát chết trong gang thất. Giờ thì chúng ta phải tìm cách cứu công chúa thôi, không thể trông chờ sự đồng ý của hoàng hậu được. Theo ta biết, công chúa bị nhốt ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài này. Chúng ta hãy tìm cách lên đó. Khoan đã, chuyện gì thế anh tai thính? Tôi nghe thấy tiếng công chúa đang khóc. Không phải là ở đây, cô ấy đang bị nhốt trong một căn hầm sâu trong núi cơ. Có lẽ mụ hoàng hậu đã mang nàng tới đó rồi. Chúng ta hãy mau đi tới đó đi. Vậy ư? Vậy chúng ta lập tức tới đó thôi. Anh mắt sáng, giờ thì anh hãy nhìn vào vách núi này. Chỉ có anh mới có thể làm nổ tung vách núi để dẫn lối vào chỗ công chúa thôi. May quá, lối thông vào trong căn hầm tối đây rồi. Ta phải mau vào cứu công chúa thôi. Ta đến cứu nàng đây, hãy mau ra khỏi đây cùng ta. Chàng đến cứu ta ư? Hoàng hậu độc ác lắm, chúng ta sẽ không thể thoát được đâu. Nàng đừng lo, ta có đến 6 người anh em tài giỏi. Người thì bụng to, có thể chứa được cả hồ nước. Anh thì nghe thấy được cả âm thanh cách xa cả ngàn dặm. Anh thì tai dài, cao hơn cả quả núi. Người thì rét run lúc trời nắng nóng. Hai người lại có đôi mắt thần kỳ đó. Nàng không phải sợ gì hết. Thật ư? Ừ, chúng ta đi thôi nào. Vậy là hoàng tử đã đưa được công chúa ra khỏi căn hầm tối. Họ cùng cưỡi trên một chú ngựa lao như bay về phía trước. Phía sau là 6 người hầu cùng phóng theo.
Đuổi theo chúng nó, giết hết chúng nó cho ta, không tha một ai. Trời ơi, hoàng hậu đuổi gần chúng ta rồi kìa. Nàng đừng lo, đã có anh bụng to rồi. Anh bụng to, hãy thả nước trong bụng của anh ra đi. Vâng, để tôi. Anh bụng to quay đầu về phía sau há miệng. Lập tức nước từ miệng anh ta phun ra như suối. Hả? Chạy mau, nước. Hoàng hậu và những tên lính chưa kịp chạy thì nước đã ào ào tới nhấn chìm tất cả. Vậy là hoàng tử đã tiêu diệt ngũ phù thủy độc ác và cứu được công chúa. Chàng đưa công chúa về đất nước của mình và họ có một đám cưới linh đình trong niềm vui hân hoan của vua cha và những người hầu tốt bụng tài giỏi. Bà Tiên Thóc. Làm nhanh cái tay lên, chấp hết cả ngày mà không xong được tả thóc. Dạ thưa bà, chúng tôi nào có dám lười biếng làm việc, nhưng đã làm cả buổi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, cũng chưa có gì bỏ bụng, thành ra gớm, chỉ được cái giỏi vòi vĩnh. Thôi được rồi. Thằng Năm, mang rổ khoai vào đây. Dạ. Đó, cho nghỉ 5 phút ăn uống, rồi liệu mà làm việc cật lực cho tôi. Bao nhiêu ngày nay chúng tôi làm thuê cho ông bà, mà mỗi bữa được có một củ khoai thế này, sức đâu mà chịu nổi chứ. Có khoai mà ăn đã mai. Năm nay hạn hán mất mùa kéo dài, khối người còn đang muốn xin làm thuê cho nhà ta còn chưa được kia kìa. Không làm thì thôi, bà không có ép. Thôi, gắng ăn đi rồi làm. Giờ biết làm sao được. Ta mà không làm á thì cũng chỉ còn nước chết đói. Sao thế? Cậu không ăn à? Mình chưa đói. Lát mình ăn sao? Mẹ ơi, con về rồi đây. Con đi làm về rồi hả? Con mệt lắm không con? Mẹ, mẹ cứ nằm đi. Mẹ đã khỏe đâu. Tội nghiệp, con gầy và xanh quá. Vì mẹ mà năm nay lại hạn hán mất mùa lâu thế này. Mẹ đừng nói thế, con khỏe mà, con lo được. Mẹ, mẹ ăn đi cho khỏi đói. Con lấy đâu ra thế? Con ăn đi, con đi làm vất vả quá rồi. Không mẹ ơi, con ăn đủ rồi. Con làm thuê cho nhà phú ông nên đã ăn no rồi. Củ này con để dành mang về phần mẹ. Mình phải tranh thủ vào rừng hái ít măng về luộc cho mẹ. Tội nghiệp mẹ quá. Cô gái, ta mệt quá, đói quá, hãy giúp ta với. Ôi, cụ ơi, cụ ngồi tạm xuống đây. Cháu có ít măng tươi để cháu nướng lên cho cụ ăn tạm khỏi đói. Cụ ơi, cụ mau ăn tạm cho khỏi đói ạ. Ta khát quá, cháu có thể ra suối lấy cho ta xin ít nước được không? Vâng ạ, cụ chờ cháu một lát, cháu sẽ đi lấy nước về ngay. Cụ ơi, cháu về rồi đây. Cụ ơi, cụ đâu rồi? Cụ ơi, cụ đâu rồi? Lạ quá, mới đây mà bà cụ đã đi đâu mất rồi. Thôi, mình cứ mang gùi của cụ về nhà, rồi sớm mai lại vào rừng tìm cụ xem sao. Thank you.
nhiều thóc quá. Ở đâu ra thế này? Mẹ ơi, mẹ chạy xem nè. Trời ơi, đây như là một cùi thóc thần vậy. Có lẽ nào bà cụ mà con giúp đỡ hôm qua trong rừng lại là một bà tiên ư? Chắc vì biết làng ta hạn hán, dân làng đói ăn, nên bà tiên đã giúp làng ta đấy mẹ ạ. Hay quá, thế thì từ nay dân làng ta không còn phải đói khổ nữa rồi mẹ ơi. Không còn những ngày xưa. Chuyến này vẫn đánh gần bờ chứ mình? Không, dạo này cá càng ngày càng ít nên phải ra khơi mới có nhiều cá. Chuyến này anh đi hơi lâu đó. Em đang ốm, ở nhà nhớ chú ý ăn uống cẩn thận nha. Anh đi nhưng hãy vì em mà luôn cẩn thận nhé. Lần nào anh ra khơi em cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ mong anh sớm trở về thôi. Anh xin lỗi, từ ngày cưới nhau đến giờ anh chẳng ở nhà được bao nhiêu. Em chắc buồn khổ lắm. Đợi một thời gian anh đi biển kiếm được lưng vốn, chúng ta sẽ tìm được việc gì đó trên bờ, đỡ vất vả, cho em bớt phải lo lắng. Đi thôi chú Nam ơi, muộn rồi đó. Vâng, em đi ngay đây ạ. À, thôi, anh đi nha. Em ngủ sớm đi, muộn rồi. Tin bão gần bờ, cơn bão số 3. Mình về rồi, em lo quá. Có gì mà lo, dân biển mình sóng gió là chuyện bình thường. Bảo mà vẫn bắt được cá to nhé. Trời ơi, không lo tránh bão còn bắt cá làm gì nữa. Em lo lắm anh biết không? Em yên tâm đi, chờ anh một thời gian nữa thôi. Nhiều năm sau. Anh à, hôm nay về sớm hơn chút nhé. Em có việc gì à? À, không có việc gì. Tại lâu rồi vợ chồng mình chưa đi ăn tối cùng nhau. Em biết đó, công việc anh giờ rất bận. Để có cái cơ ngơi, cuộc sống ngày hôm nay đâu phải dễ. Em phải thông cảm cho anh chứ. Vâng, em biết. Alo, alo mình à, em nè. Tối nay anh về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay em nấu toàn những món anh thích đó. Ờ, làm sao bây giờ nhỉ? Bây giờ anh bận quá, chắc anh không về cùng ăn cơm được rồi. Em chịu khó ăn một mình đi. Vậy em trừ phần cho anh nha. Không cần đâu em à, anh ăn qua loa cái gì chẳng được. Việc gì mà nhiều thế không biết, ngày nào cũng tận khuya mới về. Alo, Mai à, tớ Ngọc đây. Hôm nay sinh nhật cậu, chồng cậu có nhà không? Tớ đang đợi anh ấy đây. Sao cậu lại hỏi vậy? Mai à, lúc nãy ra khỏi nhà hàng, hình như tớ thấy chồng cậu bước vào. Có điều tớ thấy anh ấy đi cùng một cô gái, trông có vẻ thân mật lắm. Tớ chỉ sợ tớ nhìn nhầm thôi. Cậu thử đến đó xem thế nào đi. Ở nhà hàng Hương Sen. Ngày xưa anh đi biển, gió bão triền miên, cũng không thể cuốn anh đi. Giờ đây, cuộc sống đã khá hơn, nhưng bão ở đâu ập đến, cuốn anh đi mất, cuốn tung tổ ấm của em và anh. Cách tồn tại bền vững. Hoa thực dược, hoa cúc nhỏ, hoa hồng ngắn cao đầu, sung sướng đón những tia nước phùng xuống.
mùa hè nóng bức mà mỗi sớm được uống nước mát thế này thật là thích. Các cậu nhìn này, một quả cầu gai. Cẩn thận, không gai nó đâm vào người đau lắm đó. Tớ có nhìn nhầm không nhỉ? Nó vừa mới cử động đấy. Trời ơi, cậu là ai? Tớ là cây quyền bá, hôm nay tớ mới chuyển tới. Quyền bá, cái tên nghe lạ thế, mà sao cậu có thể mọc rễ và đâm lên nhanh như vậy được? Họ quyền bá nhà tớ là như vậy. Khi nơi ở không còn đủ nước, họ quyền bá nhà tớ sẽ tự co rễ lên khỏi mặt đất, sau đó cuộn tròn cả thân rễ và lá thành hình cầu. Chúng tớ có thể lăn trên mặt đất theo gió. Khi đến nơi ở mới, chúng tớ sẽ nhanh chóng bung ra để xẻ lại cắm xuống đất để định cư luôn. Thích nhỉ? Thế là cậu có thể đi tới bất kỳ nơi nào cậu muốn. Ồ, trong vườn có một cây hoa mới nè. Sao hôm nay mình mới thấy, không biết nó có ra hoa không? Thân bạn mảnh dẻ quá, để mình cố định vào đây, không mưa gió lại đổ nhé. Thôi, cứ ở khu vườn này cũng được, luôn có nước mát để uống. Trời ơi, mình không thể thoát khỏi đây được. Sao đến cả tháng nay mà cô chủ không ra vườn tưới hoa nhỉ? Quyền bá, cậu có sao không? Nước, mình chết mất. Cô bé An An về quê nghỉ hè mấy tháng, còn ba mẹ cô bé thì bận rộn, chắc lại quên chăm sóc vườn hoa. Các bạn cố gắng lên, có lẽ cô bé sắp về rồi. Đúng rồi, cố gắng lên nào các bạn. Hãy đâm rễ thật sâu xuống lòng đất để uống mạch nước ngầm. Mình không thể đâm rễ xuống sâu được. Mình phải cố rời khỏi nơi đây. Mình phải đi đến nơi nào khác tốt hơn. Đau quá. Đừng làm thế. Thân của bạn yếu ớt thế kia sẽ bị thương đấy. Cố gắng ở lại đây với chúng tớ đi. Bạn cố cắm rễ sâu xuống xem nào. Không được đâu. Từ xưa loài quyền bá chúng mình quen sống du mục, di chuyển khắp nơi, nên bộ rễ không đâm sâu như các bạn được. Mình không thể sống được nữa rồi. Mình không di cư thì không thể sống được. Cậu suy nghĩ sai rồi. Khi không còn cách nào khác, cậu phải học cách cố gắng vượt qua, rồi thích nghi với hoàn cảnh mới chứ. Cậu hãy cố gắng cắm rễ sâu xuống đất để hút nước như chúng tớ đây này. Nhưng từ xưa tới giờ, loài quyền bá nhà mình đều thế. Mình không thể. Không gì là không thể. Cậu cứ cố lên, đâm sâu rễ xuống đất, nếu không cậu sẽ chết. Tớ uống được một chút nước rồi. Một ngụm nhỏ. Cố lên quyền bá. Được rồi, tớ làm được rồi. Mình đi lâu quá, khu vườn nứt nẻ hết cả. Cô chủ về kìa, sắp được uống nước rồi. Bạn vẫn chưa bị héo, mà ngày càng trở nên cứng cáp hơn rồi nè. Cậu phải học cách cố gắng vượt qua, thích nghi với hoàn cảnh mới. Đó mới chính là khả năng sinh tồn cơ bản và quan trọng nhất. Bà lão kỳ quặc. Mình ơi, chiều qua bà chủ trọ lại nhắc khéo tiền phòng đó. Mình mới chuyển tới để họ nhắc ngại lắm. Để anh hỏi xem có được ứng lương không. Con chào ba mẹ, con đi học đây ạ. Ừ, đi cẩn thận nha con. Vâng ạ. Đó, bà ta lại đi đấy. Trông kỳ thật. Hành tung bà ta lạ lắm. Mờ ám thế nào ấy? Mờ ám thế nào ạ? Ngày nào bà ta cũng đóng kín cửa ở trong nhà. Mỗi lần đi qua nhà bà ta, thường hay nghe tiếng lẩm bẩm. Cứ như là bà ta đang nói chuyện với ma vậy. Đã thế, mỗi lần ra ngoài đều ăn bẩn kín mít hả? Chẳng ai biết bà ta đi đâu làm gì hết trơn á. Đến mức vậy sao ạ? Cô mới đến chưa biết đó thôi. Nên cảnh giác một chút, tránh tiếp xúc thì hơn. Ừ,
Ủa, ba mẹ vẫn chưa về sao? Cháu chào ba. Ừ, chào cháu. Vi, sao con lại ngồi trước cửa nhà người ta thế? Đi về đi con. Con ngồi đây để ngắm mẹ cho dễ mà. Thôi, chúng ta về đi. Vi, mẹ quên dặn con, từ nay con đừng có lai vãng tới nhà bà cụ kia nữa nha, nhớ chưa? Nhưng tại sao ạ? Bà cụ ấy không giống chúng ta. Hàng xóm ở đây không ai dám lại gần bà cụ ấy cả. Chúng ta cũng nên cảnh giác thì hơn. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Mẹ đã dặn là phải tuyệt đối nghe lời. Cháu chào bà ạ. Ừ, cháu. Bà ơi, cháu tặng bà một cây kẹo nè. Rất ngon đó ạ. Bà không ăn kẹo mút. Cảm ơn cháu. Vậy hả? Bà ơi, bà đi đâu vậy? Cháu hỏi làm gì? Dạ, nếu bà đi dạo thì cho cháu theo với. Ba mẹ cháu đi làm chưa về? Cháu không sợ ta sao? Sao lại sợ hả? Bà có giọng nói giống như bà ngoại của cháu ngày xưa. Ừ, nếu cháu thích có thể theo bà. Ba mẹ ơi! Trời ơi, con đi đâu thế? Dạ, con đi với bà lão hàng xóm thôi mà. Sao con lại dại dột vậy hả? Từ lúc bác hàng xóm sang báo mẹ rằng con đi với bà lão kia mà mẹ lo thắt cả ruột, con có biết không? Sao phải lo thế hả mẹ? Bà ấy rất tốt bụng mà. Hôm nay bà ấy còn mua kem cho con ăn đó. Trời ơi, ba mẹ đã dặn thế nào hả? Sao mọi người lại xa lánh bà ấy thế chứ? Con thấy bà ấy là người tốt mà. Hôm nay con đã cùng bà lên đồi viếng mộ cụ ông, chồng của bà ấy và người con trai của bà ấy nữa. Bà ấy kể 30 năm trước, một vụ nổ đã cướp đi hai người thân nhất của bà. Hằng ngày bà lên đây để thăm họ, trò chuyện với họ. Ba mẹ ơi, đừng sợ bà cụ ấy, con thấy bà cụ đáng thương lắm. Ờ, được rồi, nhưng tốt nhất con cẩn thận thì vẫn hơn con à. Năm ấy, bà lão đã ra đi và để lại di chúc chuyển nhượng quyền thừa hưởng căn nhà cho con gái tôi. Bà lão lập dị từ lâu đã trở thành người bà yêu quý của con gái tôi. Câu chuyện giữa bà cụ và con gái tôi sau này còn được mọi người nhắc lại mãi. Ai cũng ngộ ra một điều, đó là trước khi định kiến với một ai đó, hãy tìm hiểu họ bằng một tấm lòng yêu thương. Subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.